tái sinh tại Tây Tạng. Những người nắm vững định luật về nghiệp và đã chứng ngộ có thể chọn tái sinh nhiều lần để giúp đỡ những người khác. Ở Tây Tạng, một truyền thống nhận chân những tái sinh gọi là Tukus như thế được bắt đầu từ thế kỷ thứ 13 và tiếp tục đến ngày nay. Khi một bậc thầy đắc đạo chết, vị ấy có thể để lại những chỉ dẫn rõ ràng về nơi chốn sẽ tái sinh. Một trong những đệ tử thân tín nhất của vị ấy hay bạn đạo của vị ấy sau đó có thể có một linh kiến hay chiêm bao nói trước sự tái sinh sắp đến. Trong vài trường hợp, những đệ tử có thể đến một bậc thầy nổi tiếng về tài nhận ra những tukus, và bậc thầy này có thể có những giấc mộng hay linh kiến giúp ông chỉ đạo sư tìm kiếm. Khi một đứa bé được tìm ra, thì chính bậc thầy này là người xem xét có phải thật hay không. Mục đích của truyền thống này là nó bảo đảm ký ức tuệ giác của những bậc thầy đã chứng ngộ khỏi tan mất. Điều quan trọng nhất về đời một vị tái sinh là trong quá trình huấn luyện, bản lai diện mục thức dậy và đấy là dấu hiệu chứng tỏ thứ thiệt. Chẳng hạn Đức Dalai Lama thừa nhận Ngài có thể hiểu dễ dàng từ lúc tuổi còn rất nhỏ những khía cạnh thâm ảo của giáo lý Phật mà người ta cần phải nhiều năm mới hiểu được. Nuôi dưỡng những vị tái sinh cần sự cẩn trọng tối đa. Ngay cả trước khi sự huấn luyện bắt đầu, cha mẹ được chỉ dẫn phải đặc biệt chăm sóc những vị ấy. Sự huấn luyện những vị tái sinh còn gắt gao hơn sự huấn luyện tu sĩ thường vì những triển vọng mà người ta chờ đợi ở các vị ấy. Đôi khi họ nhớ những đời trước hoặc chứng tỏ những khả năng lạ lùng. Như Đức Dalai Lama đã nói, chuyện thông thường là những trẻ tái sinh nhớ được những vật và người từ những đời trước. Một vài trẻ còn có thể thuộc những kinh chưa được ai dạy. Một vài người chỉ cần học qua đã thuộc, như trường hợp thầy Chamyang Khinse của tôi. Khi còn bé, thầy có những vị dạy kèm rất khó tính. Thầy tôi phải sống với ông trong am cốc trên núi. Một buổi sáng, ông bận đi làm lễ cho một người mới chết ở làng lân cận. Và trước khi ra đi, ông dặn thầy tôi đến chiều phải thuộc một quyển kinh nhan đề là Tụng những danh hiệu của Văn Thù, một bài kinh rất khó, dài 50 trang và thường phải mất nhiều tháng mới thuộc được. Như mọi chú bé khác, ông vừa đi khỏi là thầy tôi bắt đầu chơi. Những người xung quanh lo ngại và bảo thầy tôi nên khởi sự học kẻo sẽ bị đòn. Vì họ biết ông thầy dạy kèm rất nghiêm khắc và nóng tính. Thầy tôi vẫn chơi đùa cho đến xế chiều, biết ông ta sắp về mới chịu đọc qua bài kinh một lần. Khi vị thầy dạy kèm trở về hỏi bài, thì thầy tôi đã thuộc lòng không sót một chữ. Thông thường thì không bậc thầy nào lại bắt một đứa trẻ làm một việc như vậy. Nhưng trong thâm tâm, vị này biết thầy tôi là một hóa thân của Ngài Văn Thù, vị Phật của Đại Trí Huệ, và gần như là ông muốn dụ cho Ngài phải tự chứng minh. Chú bé, tức thầy Chamyang Khinse, khi nhận một công việc khó khăn như thế mà không phản đối, cũng đã mặc nhiên tự nhận mình là ai. Về sau, thầy Khinse viết trong tự truyện của Ngài rằng vị thầy của Ngài rất thán phục mặc dù không nói ra. Cái gì tiếp tục nơi một vị tái sinh? Có phải vị ấy là một người với tiền thân vị ấy? Vừa phải, vừa không phải. Động cơ và sự phát nguyện giúp đỡ mọi khử tình thì giống. Nhưng không phải cũng một người ấy. Yếu tố tiếp nối đời này sang đời khác là một ân phước. Sự truyền thừa ân phước này hòa điệu và thích hợp với mỗi thời đại kế tiếp. Và vị tái sinh xuất hiện một cách thích nghi nhất với nghiệp của người đồng thời đại để có thể hoàn toàn giúp đỡ họ. Có lẽ ví dụ cảm động nhất về sự phong phú, hiệu quả và tinh vi của hệ thống này là Đức Dalai Lama, Ngài được tôn sùng bởi tất cả Phật tử như là nhập thể của Phật Quan Âm, vị Phật của lòng bi mẫn bao la. Lớn lên ở Tây Tạng, làm vị Phật Dương, Đức Dalai Lama hấp thụ tất cả sự huấn luyện cổ truyền và những giáo lý chính thống của mọi hệ phái và trở thành một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng hiện nay. Nhưng thế giới thì chỉ biết đến Ngài
như là một người có đức bình dị thẳng thắn và cái nhìn rất thực tiễn. Ngài có một quan tâm nhạy bén đối với nhiều khoa học đương thời như vật lý, thần kinh học, tâm lý học và chính trị. Quan điểm và thông điệp của Ngài về trách nhiệm đại đồng không những được Phật tử nghe theo mà cả những người thuộc đủ mọi loại tôn giáo trên thế giới. Sự dấn thân của Ngài trong phong trào bất bạo động, trong cuộc tranh đấu cho dân sinh ở Tây Tạng trải qua 40 năm đã đem lại cho Ngài giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Trong một thời đại bạo động, tấm gương của Ngài đã khởi khứng cho nhiều dân tộc trên khắp địa cầu, trong khát vọng tự do của họ. Đức Dalai Lama đã trở thành một trong những người lên tiếng bảo vệ môi sinh trên thế giới, không mỏi mệt trong nỗ lực thức tỉnh con người trước hiểm họa của một nền triết lý ích kỷ duy vật. Ngài được những nhà trí thức và lãnh tụ khắp nơi ngưỡng mộ. Tuy thế, tôi đã biết hàng trăm người dân thường đủ loại và ở khắp các quốc gia mà cuộc đời họ đã biến đổi nhờ niềm vui được thấy vẻ đẹp, tính hài hước và sự hiện diện thánh thiện của Ngài. Đức Dalai Lama, tôi tin tưởng, chính là gương mặt của Đức Phật Từ Bi đang hướng về một nhân loại lâm nguy. Ngài là hiện thân của Quán Âm, không những cho Tây Tạng hay cho Phật tử, mà cho toàn thế giới đang cần hơn bao giờ hết. Đức bi mẫn và tấm gương của Ngài hoàn toàn phụng sự cho hòa bình. Người Tây Phương sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng ở Tây Tạng đã có bao nhiêu tái sinh, bao nhiêu vị đã từng là đạo sư, học giả, tác giả, bậc thánh, đã có những đóng góp nổi bật cả về giáo lý lẫn về xã hội. Những vị này đóng một vai trò cốt yếu trong lịch sử Tây Tạng. Tôi tin rằng tiến trình tái sinh này không giới hạn ở Tây Tạng, mà có thể xảy ra trong mọi nơi, vào mọi thời. Trong lịch sử đã có nhiều thiên tài về nghệ thuật, sức mạnh tâm linh, nhân bản đã giúp loài người tiến hóa. Tôi nghĩ đến Gandhi, Einstein, Abdicon, Mẹ Teresa, đến Shakespeare, đến Thánh Francis, đến Beethoven, đến Michelangelo. Khi người Tây Tạng nghe đến những vị ấy, họ liền bảo ngay đấy là những Bồ Tát. Và mỗi khi tôi nghe về họ, về tác phẩm, tri kiến của họ, tôi rất xúc động trước sự vĩ đại của tiến trình rộng lớn mà chư Phật và các bậc thầy đã tỏa ra để giải thoát hữu tình và cải thiện thế giới. Danh từ Pato trong Tạng ngữ chỉ có nghĩa là một chuyển tiếp hay một khoảng hở giữa sự hoàn tất một trạng huống và sự bắt đầu một trạng huống khác. Pa nghĩa là ở giữa và To có nghĩa là bị lơ lửng, bị ném vào. Pato là một danh từ trở thành nổi tiếng do sự nổi tiếng của cuốn Tử Thư Tây Tạng. Từ khi bản dịch tác phẩm ấy ra đời đầu tiên vào năm 1927, quyển sách đã khơi dậy một sự chú ý lớn lao trong số những nhà tâm lý học, văn sĩ, triết học ở Tây Phương và đã bán ra hàng triệu bản. Nhan đề Tử Thư Tây Tạng do dịch giả người Mỹ Evans Wentz đặt ra, phỏng theo tác phẩm danh tiếng và cũng được đặt nhan đề sai lạc như thế, Tử Thư Ai Cập. Tên thật của quyển sách là Pato Totro Chemo, có nghĩa là sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Giáo lý về cõi trung gian rất xưa cũ và được tìm thấy trong Sogchen Tantras, tức mật điển phái Sogchen. Giáo lý này có một truyền thừa vượt ngoài những đạo sư nhân loại từ đời Phật Nguyên Ủy. Phạn ngữ là Samantapatra và tạng ngữ là Kuntu Sangpo, tiêu biểu tính thuần tịnh nguyên sơ tuyệt đối giống như bầu trời của bản tâm ta. Nhưng Pato Totro Chemo, chính nó là một phần của một chu kỳ giáo lý rộng lớn được truyền từ bậc đạo sư Padmasambhava và được hiển thị vào thế kỷ 14 nhờ bậc thấu thị Tây Tạng Kamalimpa. Sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian Pato Totro là một quyển sách độc đáo về tri kiến. Nó là một loại sách dẫn, một sách chỉ lộ trình những trạng thái sau khi chết, cốt để một bậc thầy hay bạn đạo đọc cho một người sắp chết
và sau khi chết. Ở Tây Tạng, người ta tin rằng có 5 phương pháp để đạt giác ngộ mà không cần thiền. Đó là nhờ thấy một bậc thầy vĩ đại hay một vật thiêng liêng, nhờ mặc những bức đồ hình mật tông hay thần chú đã được làm phép đặc biệt, nhờ nếm nước thiên được chú nguyện bởi những bậc thầy trong thời gian tu nhập thất, nhờ nhớ lại sự chuyển di tâm thức gọi là phô hoa vào lúc chết, và nhờ nghe một vài giáo lý sâu xa như giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Quyển sách này, Tử Thư Tây Tạng, được dành cho một hành giả hay một người đã quen thuộc với giáo lý trong đó. Đối với một độc giả tân tiến thì thật vô cùng khó để thâm nhập. Nó nêu lên rất nhiều nghi vấn không thể trả lời nếu không có vài hiểu biết về truyền thống đã phát sinh ra tử thư ấy. Nhất là vì quyển sách này không thể được sử dụng và kiểu thấu đáo nếu không biết được những chỉ dẫn khẩu truyền mà một bậc thầy truyền cho môn đệ làm chìa khóa để thực hành. Trong tác phẩm này, tôi sẽ đặt những lời dạy mà Tây Phương đã quen thuộc qua quyển Tử Thư Tây Tạng, một trong bối cảnh rộng lớn hơn và dễ hiểu hơn nhiều. Pakto hay cõi Pakto. Vì tính cách phổ thông của quyển Tử Thư Tây Tạng, nên người ta thường liên kết danh từ Pakto với sự chết. Quả thực, danh từ ấy, trong ngôn ngữ thường ngày ở Tây Tạng, được dùng để chỉ trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh. Nhưng nó có một ý nghĩa rộng lớn sâu xa hơn nhiều. Chính trong giáo lý này, có lẽ hơn bất cứ chỗ nào khác mà ta có thể thấy tri kiến của Đức Phật về sống chết thật sâu xa và bao quát đến mức nào. Mà thực sự, cái mà ta gọi chết, kỳ thực bất khả phân ly, khi được nhìn và hiểu rõ từ nhãn quan của giác ngộ. Chúng ta có thể chia toàn thể hiện hữu ta thành 4 thực tại. Đó là sống, hấp hối và chết, sau khi chết và tái sinh. Đây là 4 Pakto hay giai đoạn trung gian. 1. Pakto tự nhiên của đời này. 2. Pakto đau đớn của sự chết. 3. Pakto quang minh của pháp tánh. Và 4. Pakto nghiệp của sự trở thành hay tái sinh. 1. Pakto tự nhiên của đời này trải dài suốt thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết. Trong hình trạng hiểu biết của ta hiện tại, giai đoạn này có vẻ như một cái gì to tát hơn là một chuyển tiếp. Nhưng nếu xét kỹ, ta sẽ thấy rõ rằng so với chiều dài vô tận của lịch sử nghiệp của ta, thì thời gian ta sống trong đời này thực tương đối ngắn. Giáo lý nhấn mạnh với ta rằng, Pakto đời này là thời gian duy nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết, bằng cách làm quen với giáo lý này và ổn định sự tu tập. 2. Pakto đau đớn khi chết kéo dài từ khi hấp hối cho đến khi chấm dứt cái được biết là hơi thở bên trong. Giai đoạn này lên cao độ ở sự ló dạng của tự tính tâm, cái ta gọi là ánh sáng căn bản vào lúc chết. 3. Pakto quang minh của pháp giới là kinh nghiệm ngay sau khi chết về ánh sáng của tự tính tâm, quan sát hay linh quang xuất hiện dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng. 4. Pakto nghiệp của hiện hữu hay trở thành là cái mà ta thường gọi là cõi Pakto hay trung gian kéo dài cho tới khi ta tái sinh. Điều phân biệt định ranh giới mỗi Pakto là chúng đều là những khoảng hở, những giai đoạn trong đó khả tính tỉnh thức hiện diện một cách rõ rệt. Những cơ hội để giải thoát đang xảy ra liên tục suốt cuộc sống chết. Và giáo lý Pakto là chìa khóa, là khí cụ giúp ta khám phá và nhận diện được những cơ hội ấy và tận dụng chúng tối đa. Bất trắc và cơ hội. Một trong những đặc tính chính yếu của những Pakto, tức giai đoạn trung gian, là ở đấy những thời kỳ vô cùng bất định. Cuộc đời này là một ví dụ rõ nhất. Thế giới quanh ta càng ngày càng quay cuồng, nên cuộc đời ta cũng càng phân tán thành nhiều mảnh. Vì bị mất liên lạc, không tiếp xúc được với chính mình, chúng ta thường lo âu, bất an
và gần như bị chứng thần kinh loạn. Một khủng hoảng nhỏ cũng đủ chọc thủng cái bong bóng của những kế hoạch ta dự tính. Một phút giây kinh hoàng cũng đủ cho ta thấy mọi sự thật bấp bênh làm sao. Sống trong thế giới ngày nay là sống trong một cảnh rõ ràng là cõi Pato. Bạn không cần phải chết mới kinh quá một cõi như thế. Tính cách bất định này mà hiện tại đang thấm nhuần khắp mọi sự vật càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ nét hơn. Sau khi ta chết, khi mà tính sáng suốt hay mê mờ của chúng ta theo những lời bậc thầy được nhân lên 7 lần. Bất cứ ai nhìn cuộc đời một cách trung thực cũng sẽ thấy rằng chúng ta đang sống trong một tình trạng miên diễn của hồi hộp và bất định. Tâm thức ta luôn luôn di chuyển từ trạng thái sáng suốt đi vào mê mờ và từ mê mờ ra sáng suốt. Nếu mê mờ luôn thì ít nhất nó cũng sẽ đưa đến một thứ sáng suốt nào đó. Một điều đáng buồn cười của cuộc đời này là đôi khi nhìn chung thì ta ngu thật, song ta cũng có thể sáng suốt đột xuất. Điều này chứng tỏ cho ta thấy Pato là gì? Một sự chập chờn giữa sáng suốt và mê mờ, giữa hoang mang và tuệ giác, chắc chắn và không chắc, khi tỉnh khi điên. Trong tâm ta hiện tại, tuệ giác và mê mờ khởi lên cùng lúc, đồng khởi. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải luôn luôn đối diện với một tình trạng chọn lựa giữa hai trường hợp, và mọi sự tùy thuộc ở chỗ ta sẽ chọn trường hợp nào. Tính bất trắc miên viễn này có thể làm cho mọi sự có vẻ đáng chán và hầu như vô vọng. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng từ bản chất nó đã tạo ra những khe hở, những khoảng không, trong đó những cơ hội, dịp may để chuyển hóa luôn luôn phát sinh. Nghĩa là nếu chúng ta có thể thấy được và tóm lấy chúng. Vì cuộc đời chỉ là một sự tuôn chảy bất tận giữa sống chết và chuyển tiếp, nên những kinh nghiệm Pato đang xảy đến cho chúng ta luôn luôn và là một phần căn để làm nên toàn thể tâm thức ta. Tuy nhiên, bình thường chúng ta quên mất những Pato và khoảng hở giữa chúng. Vì tâm ta đi từ một tình huống chắc ăn này tới một tình huống chắc chắn khác. Ta quen bỏ qua những chuyển tiếp luôn luôn xảy ra. Kỳ thực, như giáo lý có thể giúp ta hiểu, từng mỗi lúc trong kinh nghiệm của chúng ta là một Pato. Vì mỗi ý tưởng, mỗi cảm xúc sinh khởi từ tự tính tâm và chìm trở vào trong tự tính ấy, giáo lý cho ta biết rằng chính vào những lúc thay đổi và chuyển tiếp đặc biệt quan trọng mà tự tính tâm nguyên ủy giống như bầu trời của chúng ta mới có cơ hội xuất hiện. Tôi xin lấy một ví dụ. Tưởng tượng một ngày làm việc bạn trở về nhà và thấy cửa nhà bạn đã bị phá tung, cánh cửa lơ lửng treo nơi bản lề. Bạn đã bị kẻ cướp giếng nhà. Bạn đi vào trong và thấy mọi thứ bạn sở hữu đều đã biến mất. Trong một lúc bạn điếng người vì cú sốc và đầy tuyệt vọng, bạn quay cuồng trải qua một tiến trình tâm thức, cố làm sao tạo lại những gì đã mất. Tai nạn đã tới, bạn đã mất hết mọi thứ. Tâm thức đầy bất an dao động của bạn khi ấy bỗng choáng váng và những ý tưởng lắng lại. Bỗng dưng có một sự vắng lặng sâu xa đột ngột, hầu như một kinh nghiệm hạnh phúc. Không còn phải phấn đấu, không cần gì nỗ lực nữa, vì cả hai chuyện đều vô vọng. Bạn chỉ có buông bỏ vì không có chọn lựa nào khác. Thế là một phút trước, bạn mất một cái gì quý báu và ngay sau đó, bạn cảm thấy tâm bạn đang ở trong một trạng thái an tĩnh sâu xa. Khi loại kinh nghiệm ấy xảy đến, thì đừng vội bủa đi tìm một giải pháp ngay. Hãy ở lại một lúc trong trạng thái an tĩnh đó. Hãy cứ để nó là một khoảng hở. Và nếu bạn thực sự an trú trong khoảng trống ấy, nhìn vào tâm bạn, bạn sẽ thoáng thấy được bản chất bất tử của tâm giác ngộ. Ta càng có tính cảm thụ sâu xa và tỉnh giác bén nhạy đối với những khoảng trống, những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời như trên. Đó là những cơ hội lạ lùng đưa ta đến tuệ giác càng để, thì nội tâm ta càng được chuẩn bị khi chúng xảy đến một cách vô vàn mãnh liệt hơn và không được kiểm soát vào lúc ta chết. Điều này tối quan trọng, vì giáo lý về Pato cho ta biết có những lúc
mà tâm thức tự do hơn bình thường rất nhiều. Những thời điểm mãnh liệt hơn những thời khác rất nhiều. Những giây phút mang theo gánh nặng và hàm ẩn của nghiệp mạnh mẽ hơn nhiều lúc khác. Vì lúc ấy, cơ thể bị loại bỏ và ta được cống hiến cái cơ hội ngàn năm một thuở để giải thoát. Dù ta có làm chủ được tâm một cách thuần thục đến bao nhiêu, ta vẫn bị giới hạn bởi thân xác và nghiệp của nó. Nhưng với cái chết, sự phóng thích xác thân vật lý, ta có được cái cơ hội kỳ diệu nhất để hoàn tất những gì ta đã nỗ lực theo đuổi trong suốt cuộc đời tu tập của ta. Ngay cả một bậc thầy tối thượng đã đạt đến sự chứng ngộ cao nhất, thì sự giải phóng cuối cùng cũng chỉ xảy đến vào lúc chết, gọi là Parinirvana, Đại Niết Bàn. Đấy là lý do ở Tây Tạng chúng tôi không mừng sinh nhật những bậc thầy, mà mừng ngày chết của họ, cái giây phút họ đạt giác ngộ tối hậu. Lúc tôi còn bé ở Tây Tạng và nhiều năm về sau, tôi đã nghe nhiều chuyện kể về các bậc hành giả mật tông vĩ đại, và ngay cả những cư sĩ tu yoga có vẻ bình thường đã chết một cách lạ lùng gây nhiều cảm kích. Chỉ đến lúc chết họ mới phô diễn chiều sâu của sự thực chứng nơi họ và năng lực của nền giáo lý mà họ đã thể hiện. Giáo lý Dzogchen cổ xưa, từ đó phát sinh Tử Thư Tây Tạng, có nói về một giống chim thần thoại, chim Garuda, tức kim sĩ điểu, mới sinh ra đã đủ lông cánh. Hình ảnh ấy tượng trưng cho bản tính sơ nguyên của ta, đã hoàn hảo từ khởi thủy. Con chim Garuda đã phát triển lông cánh đầy đủ ở trong trứng, nhưng không thể bay trước khi trứng nở ra. Chỉ vào lúc vỏ trứng nứt ra, nó mới tung cánh bay lên bầu trời. Cũng vậy, theo lời các bậc thầy, những đức tính của Phật bị che mờ bởi cái thể xác, nên khi rũ bỏ được xác thân, những đức tính ấy sẽ hiển lộ một cách sáng chói. Lý do tại sao thời điểm chết lại là cơ hội để tiềm năng như thế? Là vì chính lúc đó, bản chất căn để của tâm, tức ánh sáng căn bản hay linh quang, sẽ tự nhiên hiển bày một cách rộng lớn và tráng lệ huy hoàng. Theo giáo lý Pato, nếu vào lúc ấy ta có thể nhận chân được ánh sáng căn bản, thì ta sẽ đạt giải thoát. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra nếu bạn chưa làm quen và thực sự quen thuộc với bản chất của tâm trong đời sống qua sự thực hành thiền định. Và đấy là lý do tại sao một người giải thoát vào lúc chết được xem là giải thoát trong đời này, chứ không phải trong trạng thái trung gian sau khi chết. Vì chính trong lúc sống mà sự trực ngộ ánh linh quang đã xảy ra và được an trú. Đây là điểm tối quan trọng cần thiết. Những thực tại khác. Tôi đã nói rằng những Pato là những cơ hội, nhưng cái gì thật sự ở trong những Pato làm cho ta có thể tóm lấy cơ hội mà chúng cống hiến? Câu trả lời rất đơn giản, chúng đều là những trạng thái khác nhau, những thực tại khác của tâm. Trong sự thực hành Phật giáo qua thiền định, chúng ta chuẩn bị để khám phá những khía cạnh tương quan của tâm và khéo léo đi vào những mức độ khác nhau của ý thức. Có một tương quan chính xác và rõ rệt giữa những trạng thái trung gian và những tầng lớp tâm thức mà ta kinh nghiệm qua chu kỳ sống chết. Bởi thế, khi ta di chuyển từ một bạc tô này tới bạc tô khác, cả trong lúc sống lẫn lúc chết, thì có một thay đổi tương đương trong tâm thức, và nhờ thực tập thiền, chúng ta có thể làm quen, thân thiết với nó, và cuối cùng có thể hoàn toàn hiểu rõ nó. Vì các tiến trình diễn ra trong cõi trung gian sau khi chết đã nằm sẵn trong những tầng sâu của tâm thức chúng ta, nên nó cũng thể hiện trong đời sống với nhiều tầng bậc. Chẳng hạn, có một tương đương rõ rệt giữa những mức độ tinh tế của tâm thức mà chúng ta trải qua trong giấc ngủ và mộng mị với ba bạc tô liên hệ tới cái chết. Đi ngủ là giống như bạc tô chết, trong đó tứ đại và tiến trình tư duy tan rã, mở vào kinh nghiệm ánh sáng căn bản. Chim bao là giống như bạc tô tái sinh, trạng thái trung gian, trong đó bạn có một ý sanh thân, tức thân bằng tư tưởng, sức hoạt động và sáng suốt, trải qua đủ thứ kinh nghiệm. Trong trạng thái mộng mị, chúng ta cũng có một loại thân như thế,
thân trong mộng. Trong đó, chúng ta trải qua mọi kinh nghiệm của đời sống trong mộng. Khoảng giữa Pato chết và Pato tái sinh, có một trạng thái rất đặc biệt của quan sát hay ánh sáng căn bản, được gọi là Pato Pháp Tánh. Đây là một kinh nghiệm xảy đến với tất cả mọi người, nhưng rất ít người có thể chú ý đến nó. Huống hồ kinh nghiệm nó một cách toàn vẹn, vì nó chỉ được nhận chân bởi một hành giả đã tu tập. Pato Pháp Tánh này tương đương với giai đoạn sau khi ngủ và trước khi bắt đầu chiêm bao. Dĩ nhiên, những giai đoạn tâm mờ mịt, tức những Pato trong khi chết, là những trạng thái tâm thức sâu xa hơn và mãnh liệt hơn nhiều so với trạng thái ngủ và mộng. Nhưng chúng cũng có từng mức độ tinh tế như vậy. Những bậc thầy thường sử dụng sự so sánh đặc biệt này để chỉ cho ta thấy thật khó như thế nào để duy trì sự tỉnh giác suốt trong những trạng thái Pato. Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được sự thay đổi trong tâm ta trong khi ngủ, hay ý thức được cái lúc những giấc mộng bắt đầu? Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được ngay khi mộng rằng mình đang nằm mộng? Vậy, hãy tưởng tượng duy trì được sự tỉnh giác trong giây phút kinh hoàng của những giai đoạn trung gian sau khi chết là khó đến mức nào. Tâm bạn như thế nào trong giấc ngủ và trong trạng thái mộng chỉ cho bạn biết tâm bạn sẽ như thế nào trong những trạng thái chết và tái sinh. Ví dụ, cái cách mà bạn phản ứng đối với chiêm bao, ác mộng và những khó khăn hiện tại chứng tỏ bạn sẽ phản ứng như thế nào sau khi bạn chết. Đấy là lý do Pháp Yoga về ngủ và mộng đóng vai trò quan trọng trong sự chuẩn bị cho cái chết. Điều mà một hành giả thực thụ tìm cách làm là giữ cho sự tỉnh giác về tự tánh tâm luôn luôn liên tục, không gián đoạn ngày và đêm. Và dùng ngay những giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và mộng để trực nhận và quen thuộc với những gì sẽ xảy ra trong các giai đoạn Pato sau khi chết. Bởi thế, chúng ta tìm thấy hai Pato khác cũng gồm trong Pato tự nhiên của đời này. Đó là Pato ngủ và mộng và Pato của thiền định. Thiền định là hành thiền ban ngày, còn yoga ngủ và mộng là thực hành về đêm. Trong truyền thống mà Tử Thư Tây Tạng thuộc vào, có thêm hai Pato này vào bốn Pato nói trên, làm thành sáu Pato. Sống chết trong lòng bàn tay. Mỗi Pato có một loạt chỉ dẫn và hành thiền riêng của nó, được hướng dẫn đúng vào những thực tại và tâm trạng đặc biệt của từng Pato. Đây là cách làm thế nào những thực tập và huấn luyện tâm linh dành cho mỗi trạng thái Pato có thể giúp chúng ta tận dụng những trạng thái ấy và những cơ hội do chúng đem lại để giải thoát. Điểm cốt yếu cần hiểu về Pato là nhờ tuân theo sự luyện tập này, ta có thể thực sự trực nhận được những trạng thái tâm ấy trong lúc ta còn sống. Chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm chúng ngay bây giờ ở đây. Sự hoàn toàn làm chủ những chiều không gian khác nhau của tâm thức có thể khó hiểu đối với người Tây Phương, nhưng không phải là không thể đạt được. Kunu Lama Tenzin Jason là một bậc thầy đã thành tựu tâm linh, xuất thân từ vùng núi tuyết thuộc miền Bắc Ấn. Khi còn trẻ, Ngài gặp một vị Lama ở Sikkim. Ông khuyên Ngài đi Tây Tạng để học Phật. Bởi thế, Ngài đi đến tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng. Ở đấy, Ngài hấp thụ giáo lý từ một vài lạc ma vĩ đại. Trong đó có Chamyang Khinse, thầy tôi. Kiến thức về phản ngữ của Kunu Lama làm cho Ngài được kính nể và mở ra cho Ngài nhiều cánh cửa. Những bậc thầy hăng hái dạy Ngài với hy vọng Ngài sẽ đem những giáo lý ấy về truyền bá ở Ấn Độ, nơi mà giáo lý Phật hầu như đã biến mất. Trong thời gian Ngài ở Tây Tạng, Kunu Lama trở thành một bậc đa văn và có thực chứng. Cuối cùng, Ngài cũng trở về Ấn Độ. Ở đấy, Ngài sống như một nhà khổ hạnh chân chính. Khi thầy tôi và tôi đến hành hương xứ Ấn sau khi rời Tây Tạng, chúng tôi đi tìm kiếm Ngài khắp nơi ở Benares. Cuối cùng, chúng tôi gặp Ngài đang ở trong một ngôi đền Ấn giáo.
không ai biết Ngài là ai, lại còn không biết Ngài là một người theo Phật giáo. Đừng nói gì biết Ngài là một bậc thầy. Người ta chỉ biết Ngài là một thầy tu yoga thánh thiện dễ mến và cúng dường Ngài thực phẩm. Mỗi khi nghĩ về Ngài, tôi luôn tự nghĩ. Có lẽ Thánh Francis of Assisi cũng như thế đấy. Khi những tu sĩ Tây Tạng mới đến Ấn, Kunu Lama được chọn để dạy văn phạm và phạn ngữ ở một ngôi trường do Dalai Lama sáng lập. Nhiều Lamas uyên bác theo học với Ngài và đều xem Ngài là một vị thầy tuyệt hảo về ngôn ngữ. Nhưng một ngày nọ, có người tình cờ hỏi Ngài về Phật Pháp. Câu trả lời của Ngài vô cùng sâu sắc. Bởi vậy, họ tiếp tục hỏi Ngài nhiều câu và thấy rằng Ngài có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào họ đặt ra. Danh tiếng Ngài lan rộng và chẳng bao lâu Ngài giảng dạy cho những tu sĩ thuộc các trường phái khác nhau, những giáo lý thuộc truyền thống riêng của họ. Đức Dalai Lama lúc ấy đã nhận Ngài làm vị khướng đạo tâm linh. Ngài công nhận Kunu Lama là nguồn cảm hứng cho Ngài giảng dạy và thực hành từ bi. Quả thế, Kunu Lama là một điển hình sống động của từ bi. Mặc dù Ngài rất nổi tiếng, Ngài không hề thay đổi. Ngài vẫn vận những y phục đơn giản như cũ và sống trong một gian phòng nhỏ. Khi ai đến cúng dường Ngài một thứ gì, Ngài liền đem làm quà cho người khác kế tiếp. Ai nấu cho Ngài, Ngài sẽ ăn, nếu không nấu, Ngài nhịn. Một hôm, một bậc thầy mà tôi quen biết tới viếng Kunu Lama để hỏi Ngài và câu hỏi về những trạng thái Pado. Vị thầy này là một giáo sư rất uyên bác trong truyền thống tử thư và có kinh nghiệm về những sự hành trì liên hệ đến Pado. Ông ta kể lại cho tôi nghe, ông đã ngạc nhiên mê mẩn như thế nào khi lắng nghe Kunu Lama trả lời. Ông chưa từng nghe những điều hay như thế bao giờ. Khi Ngài mô tả những trạng thái Pado thực quá sống động và khúc chiết đến nỗi, ta có cảm tưởng Ngài đang chỉ dẫn đường đi đến Kensington High Street hay công viên trung ương hay điện Elise. Nó dường như thể Ngài từng thực sự sống trong những trạng thái ấy. Kunu Lama chỉ dẫn những Pado bằng kinh nghiệm trực tiếp của chính Ngài. Một hành giả tầm cỡ như Ngài thường du hành qua tất cả chiều không gian khác nhau của thực tại. Và vì những trạng thái Pado đều chứa sẵn trong tâm chúng ta, nên chúng ta có thể được khơi mở, phóng thích nhờ những thực hành thiền quán. Những giáo lý ấy xuất phát từ trí tuệ của chư Phật, những người có thể thấy suốt sinh tử như nhìn vào lòng bàn tay. Chúng ta cũng là những vị Phật, bởi thế nếu ta có thể thực hành trong cõi trung gian là cuộc đời này, tập đi sâu vào tự tính tâm chúng ta, ta có thể khám phá tri kiến về những cõi trung gian hay Pato khác. Sự thật của những giáo lý về cõi trung gian tự nó sẽ mở ra trong ta. Bởi thế, giai đoạn trung gian tự nhiên của đời này là giai đoạn quan trọng nhất. Chính ngay bây giờ và ở đây, ta phải chuẩn bị cho tất cả những giai đoạn Pato khác. Cách tối thượng để chuẩn bị là ngay bây giờ đạt giác ngộ ngay trong đời này. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, tuyệt 14, Phú Mỹ, tả Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.